Rồi, tiếp tục nhá. Cơ cấu của nó cũng là chiến dịch, nhóm và quảng cáo thì chúng ta đặt tên nhóm. Thí dụ như nhóm của chúng ta đặt tên nhóm quảng cáo là chiến dịch là chạy thời trang Mica Fashion đúng không? Tên nhóm ở đây có thể là chiến dịch thanh lý hay là chiến dịch bộ sưu tập mới, chỉ là cái đặt tên thôi. Ok, hiểu không? Đây, vị trí quảng cáo đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta chạy TikTok, bởi vì là ở Việt Nam thì chúng ta chỉ chạy TikTok thôi. Còn một số nền tảng khác thì nó có thể, cái kênh của TikTok là nó có 4 cái nền tảng. Nó có cả Pango rồi cả Hello cái gì đấy. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta chỉ chạy TikTok thôi. Cho phép bình luận, ok, cho phép tải video xuống, ok. Có nên cho phép không? Có, nên bán sơ cam thì thôi. Nên nhá, nên cho phép hết, được chưa? Đấy, nhắm mục tiêu thì có hai chế độ là nhắm mục tiêu tùy chỉnh hoặc nhắm mục tiêu tự động. Nếu mà mình chọn nhắm mục tiêu tự động thì hệ thống của TikTok sẽ tự động phân phối và sau đó sẽ tối ưu cho chúng ta, cho những người phù hợp. Thế thì ban đầu ấy, mình nên chạy thử nhắm mục tiêu tự động xem là máy nó làm có tốt hơn mình không. Có hiểu ý thầy không? Ừ, test đấy. Nhưng mà lưu ý là thằng này nó ngân sách 200 một ngày, nó hơi căng thẳng, nó không dễ chịu như Facebook. Cho xin chai nước trời ơi. Nếu mà mình nhắm mục tiêu tự động ấy thì những cái này mình không cần phải nhắm nữa, bên dưới nó tự động nó ẩn hết. Còn mình nhắm mục tiêu tùy chỉnh ấy thì mình có thể chọn này, địa điểm đấy, ở Việt Nam, trong Việt Nam thì mình có thể chọn các tỉnh, trong các tỉnh thì chọn các huyện đấy. Cái này nó khá là giống của thằng Zalo. Thằng Zalo cái phần nhắm này nó cũng thế. Nhưng mà thằng Zalo nó nhắm kỹ hơn, nó còn chọn được rất nhiều huyện. Thằng này không chọn được hết. Cơ bản là thằng này hiện nay như em đang nhìn thấy thì nó chỉ chọn được tỉnh và một số thành phố thôi. Nó không có đầy đủ hết. Ghim á, thả ghim á, không có. Tại vì nó đã chọn chính xác như này rồi đây, nếu mà mày muốn chọn Hà Nội đâu rồi. Cái gì? Nó cứ tăng cái điều hòa lên tí, lạnh quá. Đây, Hà Nội thì có các huyện đây, huyện quận đây. Thế thôi, em chỉ chọn được đến mức đấy thôi, em không thể chọn thấp hơn được nữa nhá. Không có thả ghim. Không có thả ghim nhưng mà lại có đến từng cấp huyện nhá. Rồi. Ngôn ngữ thì chúng ta cũng sẽ chọn là tiếng Việt nếu như chúng ta chạy cho người Việt. Đấy, chọn tiếng Việt. Rồi. Giới tính thì nam nữ là theo sản phẩm. Ví dụ chúng ta bán sản phẩm thời trang nữ của Mica thì chúng ta sẽ bán là nữ. Ok. Còn không thì cả nam cả nữ đều ok. Về tuổi thì ở đây nó không có tuổi chính xác, nó chỉ có tuổi trong khung thôi. Thế thì chúng ta phải chọn trong khung. Thí dụ như là florist bán hoa tới đối tượng, hoa toàn hoa đắt tiền thì
thì mình xem là mình chọn như nào. Chắc là khoảng từ 25 đến 44. Ừ. 25 đến 44 đúng không? Thường xuyên của em chỉ tầm tuổi. Thế còn quá 44 rồi thì người ta lại bắt đầu là không tặng hoa nữa, lãng phí đúng không? Chưa tìm được tệ một cái khác nữa. Bây giờ đứa nào nó tặng Mai ca sinh nhật thì nó có tặng hoa không em? Có. Ờ, đấy. Vừa ba thì gan thì sao không? Thì bây giờ chạy tuổi từ 25 đến 34, sau đó từ 35 đến 44, đúng không? Thu nhập của hộ gia đình thì không tính nhá. Cái này bắt chước y hệt của gì? Cái này bắt chước y hệt của gì? Facebook. Đây, đối tượng cũng nhắm. Mục tiêu bao gồm. Và mục tiêu loại trừ. Lạnh nắp chăn được nhỉ? Hai tám độ rồi. Tí nó sẽ ấm. Hai tám nước là nóng. Không, vừa nãy thầy vừa nãy nó nóng, anh vật 25 mà. Thầy mới đây các cái sở thích mà họ quan tâm này cũng y chang Facebook này, cũng có giáo dục du lịch này nọ này. Đấy, thí dụ như là mình chạy homestay của chị Lan đúng không? Mình chạy du lịch homestay này vân vân này. Đấy, giáo dục của thầy Văn Anh này. Đấy, thế thì phải học là phải chọn giáo dục đại học. Đấy. Đào tạo nghề. Ok. Chính là đây nó gợi ý kích hơn. Không, không bằng, không bằng được. Không bằng được. Nhưng mà Facebook không gợi ý sắp có những cái từ. Có, nó ở trong phần bao gồm cũng không chứ. Nhưng mà phải có. Không, ông không chịu làm theo thứ tự đấy. Bởi vì cái chữ gợi ý là ra mà. Ở cái phần gợi ý ấy. Không, nó có đấy em ạ, em không để ý nha. Cái này không bằng được với Facebook đâu. Thế thì ví dụ như là bây giờ Mai ca chạy thời trang này, Hưng chạy đi chùa thì có chọn sở thích gì? Ở trong Facebook thì Hưng chọn hay thường là chạy cái chọn cái gì? Thì trang TikTok thì nghĩ giống như thôi. Chạy du lịch, chạy du lịch văn hóa. Ăn chay.